Và cách đầu tiên Giang muốn chia sẻ cho em là chúng ta sẽ mua kho lưu giữ một người được coi ở trên sàn VN qua dịch spot, tức là dịch giao ngay. Và cuối cùng cách thứ năm Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là tính năng future trên sàn VN nha. Ok, nhấn vào mua long để xác nhận đặt lệnh này. Như vậy là Giang đã đặt lệnh thành công nha. Thì khi em đặt lệnh thị trường ấy thì lệnh đó sẽ một vị thế này nha. Em quan sát này, lệnh chia lệnh Giang vừa đặt này, cặp giao dịch là BTC USD này, thế tiếp là kích thước này, tức là khối lượng giao dịch đấy. Ok, tiếp nữa là giá thanh lý này, tức là sao, là khi nào giá hiện tại trên thị trường ấy, rồi margin tức là số tiền em bỏ ra để chơi để đánh lệnh này này, thế tiếp là PNL. Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh Twitter của Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong này Giang sẽ tổng hợp top 5 cách kiếm tiền nhanh nhất trên sàn VN cho người mới bắt đầu nha. Và nếu như em nào là người mới bắt đầu mà chưa biết cách sử dụng sàn dịch Binance thì Giang cũng sẽ link series video hướng dẫn chi tiết từng bước cách chúng ta sử dụng sàn dịch Binance, từ cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản này, cho đến là cách xác minh danh tính KC, rồi cách nạp rút tiền, cũng như là cách chơi dịch ở trên sàn Binance ở dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Và cách đầu tiên Giang muốn chia sẻ cho em là chúng ta sẽ mua hold nắm giữ một hoặc nhiều đồng coin ở trên sàn Binance qua dịch spot, tức là dịch giao ngay. Ở đây em hiểu đơn giản là chúng ta sẽ mua hold nắm giữ một hoặc nhiều đồng coin và chờ đợi các đồng coin đó tăng giá để có thể là bán chốt lời kiếm lợi nhuận nha. Để truy cập vào giao dịch spot trên sàn Binance ấy thì em sẽ nhấn mục giao dịch này, sau đó chọn spot cho Giang nha. Rồi thì đây chính là giao diện giao ngay ở trên sàn Binance. Và ở đây thì chúng ta có thể là mua bất kỳ đồng coin nào đã list trên sàn Binance nha. Dù như em muốn mua BTC này, tức là Bitcoin này, hay là Ethereum này, ETH này, đó, rồi BLB này, là token của sàn Binance này, cũng như là XRP này, hay bất kỳ một đồng coin nào anh em có thể là tìm trên thanh tìm kiếm này nha. Dù đây Giang sẽ mua là Bitcoin này, đó, BTC trên UST này. Và ở đây thì em sẽ chọn mục spot cho Giang nha. Và em sẽ chọn giá thị trường này để ta có thể là khớp lệnh luôn này. Ở đây thì Giang đang có là 100 USDT này. Thì Giang sẽ mua luôn 100 USDT Bitcoin nha. 100 này. Hoặc là anh em muốn mua tất cả thì em sẽ kéo thanh này này. Kéo đến 100% này. Ok. Và nhấn vào mua BTC để xác nhận mua Bitcoin nha. Ok, đã khớp lệnh mua này. Và số Bitcoin của anh em mua ấy, thì sẽ ở trong ví spot, tức là ví giao ngay nha. Đó, anh em nhấn biểu tượng này này, ở góc bên phải trên cùng này. Sau đó chọn spot cho ra nha. Đây em quan sát này, là Giang đã mua thành công là 99,19 BTC, tức là Bitcoin này. Và sau em hold nắm giữ mà có lời ấy, vậy làm sao để chúng ta có thể là bán á? Thì em sẽ nhấn mục giao dịch này. Rồi anh em sẽ chọn spot cho ra nha. Và chọn lệnh thị trường này. Ở mục bán bên phải này thì em có thể là bán bao nhiêu phần trăm tùy ý nha. Dù đây Giang sẽ chốt lời 100% này. Đó, kéo full luôn này. Ok, nhấn vào bán BTC để xác nhận bán nha. Như vậy là Giang đã bán thành công này. Rồi quay trở lại ví spot nha. Đây em vừa xem này, đây là số ET Giang vừa bán Bitcoin nha. Thì đó là cách chúng ta mua bất kỳ đồng coin nào để có thể là hold nắm giữ và sau đó chờ đợi tăng giá để bán chốt lời kiếm lợi nhuận ở trên sàn Binance nha. Và cách kiếm tiền thứ hai Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là chúng ta sẽ tham gia long pool và long pass ở trên sàn Binance nha. Như đây đang có một long pool của dự án Athena này. Và đây thì em sẽ stake FBLD này và BNB để nhận được token NA nha. Cách tham gia thì cực kỳ đơn giản. Anh em sẽ cần có tiền ở trong ví spot nha. Tức là ví giao ngay này. Và đây anh em sẽ cần có tối thiểu là 0.01 BNB này. Hoặc là 0.01 FBLD để chúng ta có thể là tham gia long pool nha. Còn để tham gia long pass ấy, thì em sẽ cần có BNB nha. Ok, sau đó thì em sẽ nhấn mục nhiều hơn này. Kế tiếp chọn là long pass và long pool này. Ok, như đây đang có long pool của dự án Athena này. Rồi để tham gia thì em sẽ chọn một trong hai pool nha, là BLB pool này hoặc là FBD pool nha. Ok. Sau đó nhấn stake nha. Và nhập số lượng này. Rồi. Đã stake thành công này. Tương tự như thế ở BLB pool này.
Rồi và cứ sau mỗi 1 giờ ấy thì em sẽ vào đây để chúng ta có thể là thu hoạch nhận phần thưởng nha. Nhấn vào nhận phần thưởng này. Rồi, nhận thành công này. Và số LA anh em nhận được ấy, như đây sao nhận được là 101,8485 LA này. Thì sẽ ở trong ví Sport, tức là ví Giang Anh nha. Rồi, đây em quan sát này. Đây chính là số LA Giang nhận được này. Đó, 101,8485964 LA nha. Thì đó là cách chúng ta tham gia long pool ở trên sàn Binance nha. Thì cách tham gia long pass thì cũng tương tự như thế, chúng ta chỉ cần có đồng BLB để chúng ta có thể là tham gia long pass nha. Và cách kiếm tiền thứ ba trên sàn Binance đó chính là affiliate, tức là tiếp thị liên kết giới thiệu người mới sử dụng sàn Binance nha. Và đây thì Giang đang nhận được hoa hồng lên tới là 41% này. Khi referral, tức là người đăng ký dưới link của anh em ấy, họ giao dịch spot này, tức là giao dịch giao ngay này, thì Giang sẽ ngay 41% trên phí giao dịch của họ nha. Rồi họ giao dịch future này, tức là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai ở trên sàn Binance ấy, Giang sẽ nhận ngay lên tới là 30% này. Hay họ mining này, tức là đào coin này, Giang sẽ nhận được là 5% nha. Và chỉ thêm ấy, là bình thường ấy, anh em chỉ nhận được là 20% thôi nha. Nên khi em đăng ký qua link của Giang ấy, và anh em nhắn tin cho Giang, thì Giang sẽ hướng dẫn cho em chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta nâng hồng lên 41%, cũng như 30% như này nha. Ngoài ra khi em đăng ký qua link của Giang ấy, thì em còn nhận hoàn phí giao dịch lên tới là 100 USD luôn nha. Ok, thì link đăng ký sàn Binance để nhận được 100 đô hoàn phí giao dịch này, cũng như được giảm 20% phí giao dịch, Giang sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Ngoài ra ở bên dưới phần mô tả cũng như phần bình luận đầu tiên ấy, thì Giang cũng sẽ để link video hướng dẫn chi tiết cách chúng ta đăng ký tài khoản, cũng như xác minh danh tính KC sàn Binance này, cả giao diện trên máy tính và trên điện thoại nha. Kế tiếp, cách kiếm tiền thứ tư đó chính là tính năng ơn ở trên sàn Binance nha. Ở đây anh em hiểu đơn giản là chúng ta sẽ staking giống như gửi tiền ngân hàng để nhận lãi suất đấy. Ok, để đây là truy cập vào tính năng ơn ở trên sàn Binance ấy, thì em sẽ nhấn mục ơn cho ra nha. Rồi thì đây chúng ta có thể là staking USDT này, hay là Solana này, cũng như là SBD này, BLB này, Ethereum này, Bitcoin này, USDC này, và rất nhiều các đồng coin khác nữa nha. Đó, và chúng ta có thể là staking theo thời hạn là linh hoạt này hoặc là cố định nha. Đối gói linh hoạt ấy, thì tất nhiên sẽ có lãi suất thấp hơn gói cố định nha. Vì gói linh hoạt ấy, thì chúng ta có thể là staking trong bao lâu hoặc là rút bất cứ lúc nào cũng được nha. Còn gói cố định ấy, thì chúng ta sẽ staking trong một khoảng thời gian cố định nha. Ok, thì gói cố định chúng ta có thể là staking trong vòng 15 ngày này, hay là 30 ngày này, cũng như là 60 ngày này, 90 ngày này, rồi 120 ngày nha. Ngoài ra anh em staking các đồng khác ấy, thì tất nhiên cũng sẽ có thêm thời hạn khác nữa nha. Ok. Rồi như đây thì Giang sẽ staking linh hoạt này. Và Giang sẽ staking UST nha. Nhấn đăng ký đấy. Đối với UST thì chúng ta sẽ nhận lãi suất lên tới là 12,77% này. Như ở đây Giang có là 470 UST này. Thì Giang sẽ staking 100 UST nha. Rồi nhấn xác nhận này. Ok, như vậy là Giang đã đăng ký staking thành công này. Ngoài tính năng simple hơn, tức là chúng ta sẽ staking giống như vừa nãy, thì chúng ta có thể là đầu tư tự động nha. Và ở đây thì em có thể là đầu tư Bitcoin này, cũng như là ETH này, BLB này, và rất nhiều các đồng coin khác nữa nha. Như đây thì Giang sẽ đầu tư tự động Bitcoin này. Và anh em quan sát nhé, là chúng ta sẽ có thời hạn này. Như đây, nếu như em đầu tư trong vòng 5 năm ấy, thì em có thể là nhận lợi nhuận lên tới là 323,4% nha. Rồi 3 năm này là 131,46 này, cũng như là 1 năm này là 112,91 này, rồi 6 tháng này là 70,68 này, 3 tháng này 39,1 này, hay là 1 tuần là 1,94% nha. Rồi đây Giang sẽ chọn gói là 1 năm này. Ok, nhấn vào lập kế hoạch nha. Kế tiếp này thì em sẽ nhập số tiền mỗi kỳ, tức là mỗi ngày này, hoặc là mỗi tuần này, hay là 2 tuần một lần này, cũng như là mỗi tháng này, hoặc là mỗi giờ này, cũng như là mỗi 4 giờ này. Như đây Giang sẽ chọn là mỗi ngày nha. Và mỗi ngày thì Giang sẽ đầu tư mua là 10 USD Bitcoin nha. Số tiền tối thiểu là 0,1 USD này. Kế tiếp anh em sẽ chọn ví mà anh em đầu tư nha. Như đây mặc định sẽ là ví Spot này, tức là ví giao ngay này. Ngoài ra anh em có thể là chọn thêm ví Simple hơn này, cũng như là ví Funding nha. Kế tiếp là chu kỳ lọc này.
Đó, nếu như em tích chọn vào một lần thì em chỉ đầu tư một lần thôi nha. Còn anh em không tích chọn thì hàng ngày bên sàn Binance sẽ tự động dùng 10 OT trong một trong ba ví này để có thể là mua Bitcoin hàng ngày nha. Rồi sau đó em sẽ chọn giờ mà em sẽ đầu tư hàng ngày này. Rồi Giang sẽ chọn là 7 giờ sáng mỗi ngày nha. Kế tiếp tích chọn vào đây này, nhấn xác nhận này. Như vậy là Giang đã lên lịch đầu tư tự động thành công rồi nha. Và mỗi ngày Giang sẽ trích ra 10 OT để mua Bitcoin này. Thì đó là cách chúng ta kiếm tiền từ tính năng hơn ở trên sàn Binance nha. Và cuối cùng, cách kiếm tiền thứ 5 Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là tính năng future trên sàn Binance nha. Ở đấy future có nghĩa là chúng ta sẽ giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai nha. Anh em hiểu đơn giản ấy, là chúng ta sẽ dự đoán, phỏng đoán giá của một đồng coin ở trong tương lai. Nếu như chúng ta dự đoán đúng ấy, thì chúng ta sẽ có lợi nhuận. Còn chẳng may đi ngược với dự đoán của anh em thì chúng ta có thể là thua lỗ mất tiền nha. Và đối với giao dịch future này ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng thêm đòn bẩy nha, để có thể là kiếm lợi nhuận cao. Nhưng tất nhiên đi đôi với đó ấy, thì sẽ là rủi ro càng lớn nha. Ok, để có thể là giao dịch future trên sàn Binance thì em sẽ nhấn mục vào future này, sau đó chọn là USD M future cho ra nha. Thì đây chính là giao diện để chúng ta có thể là giao dịch future trên sàn Binance. Ở đây thì Giang sẽ tiến hành là đặt lệnh luôn nha. Và ở đây thì Giang sẽ giao dịch cặp BTC USD này. Chế độ ký quỹ là isolated nha. Đòn bẩy thì Giang sẽ giao dịch là 10x này. Loại lệnh này thì Giang sẽ cho lệnh thị trường nha. Số lượng này, tức là khối lượng em sẽ giao dịch đấy. Ở đây thì Giang sẽ giao dịch là 100 USD này. Tối thiểu là 136,8 này. Thì Giang sẽ giao dịch là 150 nha. Ok. Cuối cùng nhấn vào mua long hoặc là bán short để xác nhận đặt lệnh này. Mua long nghĩa là sao? Là em sẽ dự đoán giá của BTC trong thời gian tới là tăng thì em sẽ đặt lệnh mua long nha. Và ngược lại, nếu như em đặt lệnh bán short ấy, tức là em sẽ dự đoán giá của BTC trong thời gian tới là giảm thì em sẽ đặt một lệnh bán short nha. Rồi như ở đây thì Giang sẽ đặt một lệnh là lệnh mua long nha. Ok, nhấn vào mua long để xác nhận đặt lệnh này. Như vậy là Giang đã đặt lệnh thành công nha. Thì khi em đặt lệnh thị trường ấy thì lệnh đó sẽ một vị thế này nha. Em quan sát này, đây chính là lệnh Giang vừa đặt này. Cáo dịch là BTC USD này. Kế tiếp là kích thước này, tức là khối lượng giao dịch đấy. Giang đang giao dịch với khối lượng là 137,09 USD nha. Rồi tiếp nữa là giá vào lệnh này. Giang đang vào với giá là 68519,7 này. Ok, tiếp nữa là giá thanh lý này. Tức là sao? Là khi nào giá hiện tại trên thị trường ấy mà chạm xuống mức giá này thì lệnh của Giang sẽ bị thanh lý, sẽ bị đóng nha. Rồi margin, tức là số tiền em bỏ ra để chơi, để đánh lại này này, là 13,77 USD nha. Kế tiếp là P&L, tức là lời lỗ này. Hiện tại Giang đang lãi là 0,03 USD này. Rồi để có thể là đóng lệnh ấy, thì một đóng tất cả vị thế này. Thì ở đây ấy, em có thể là đóng theo lệnh thị trường này hoặc là giới hạn nha. Ok, để đóng luôn thì em sẽ nhấn vào thị trường này. Như vậy là Giang đã đóng lệnh thành công nha. Thì đó là cách chúng ta giao dịch future trên sàn Binance nha. Ngoài ra trong series video mà Giang để dưới phần mô tả cũng như phần bình luận đầu tiên ấy, thì ở đây cũng sẽ có hướng dẫn chi tiết từng bước cách chúng ta đánh future ở trên máy tính cũng như trên điện thoại cho người mới bắt đầu nha. Như vậy là Giang đã tổng hợp cho em top 5 cách kiếm tiền ở trên sàn Binance nhanh nhất cho người mới bắt đầu. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Và video sau ấy thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta giao dịch ở trên sàn Binance nha. Nào là cách giao dịch spot này, tức là giao dịch giao ngay này, rồi giao dịch future này, tức là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai ở trên sàn Binance, chi tiết từng bước để Giang nha. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để ủng Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại các anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.